không có gì thay đổi thì tháng rưỡi nữa là Tết thôi các bác ơi. Mấy hôm trước tranh thủ trời nắng tôi làm mẻ mứt vỏ chanh dây và mứt cà rốt đây. Tầm này là tôi làm trước để các bác xem và làm thử để Tết làm thôi. Tính ra là tôi chiều các bác ghê luôn ý. Năm nào tụng ăn Tết từ tháng 11 luôn. Cà rốt các bác chọn các củ nó đều nhau thì lúc làm mứt nó đẹp. Mứt cà rốt các bác có thể làm sợi hoặc làm hoa đều được. Tôi thì chả khéo tay đâu nhưng mà kiểu hơi bị chuyển xuống ấy, nên là cái gì thích hoa lá cành mới chịu. Các bác cứ nạo vỏ rửa sạch sẽ đi đã, còn việc thái hình thì tỉa hoa hay không là tính sau nhá. Tính ra là tôi biết đúng một cách tỉa hoa thôi, hoa 4 cánh. Đùa chứ tầm này bác nào mà khen tôi khéo tay là tôi cũng chịu đấy. Cả nhà cả cửa có đúng 3 hoa thôi, mà là 3 hoa khoác lác ấy. Nếu mà có tận 10 hoa tay các bác cũng đừng tỉa hoa khó quá. Kiểu chi tiết nhỏ quá là đến lúc rửa với sên nó dễ gãy lắm nha. Mình thái miếng cà rốt dày khoảng 5-7mm. Các bác mà thái mỏng quá là đến lúc làm mứt nó tóp đi còn có một xíu, mà giòn lại không có thành hình hoa nữa đâu. Mình sẽ ướp cà rốt với một chút muối tầm 10-15 phút cho cà rốt bớt giòn đi nè. Sau đó thì các bác rửa lại với nước cho nó hết mặn đi. Xong bước làm nước muối rồi sẽ đến bước ngâm khử mùi hăng của cà rốt. Để khử mùi hăng của cà rốt thì có hai cách, là mình dùng nước vôi trong và nước vo gạo. Các bác có thể dùng nước vo trong ngâm cà rốt 1-2 tiếng, hoặc là dùng nước vo gạo ngâm qua đêm đều được. Bác nào mà tiện cách nào thì làm cách đó nhá. Như trong video là tôi ngâm với nước vôi trong á. Trong khi ngâm cà rốt thì mình làm mứt vỏ chanh dây. Nghe hơi vô tri vậy thôi chứ mứt vỏ chanh dây ăn hơi bị ngon luôn đấy nhá. Mình sẽ bỏ phần vỏ cứng ở ngoài đi này. Sau đó thì các bác có thể khứa như tôi, chia thành 5-6 phần bằng nhau tùy vào quả to hay bé. Các bác khứa ở giữa quả thôi, đừng có cắt đứt nha, để đến lúc mình làm thành hoa cho nó đẹp. Còn nếu lỡ cắt đứt rồi thì cũng không sao hết, ăn nó vẫn ngon như bình thường luôn. Xong rồi các bác bóc ra quả chanh dây, dùng thìa lấy hết phần ruột chanh dây ra. Phần nước chanh dây các bác có thể làm mứt ăn bánh mì, pha nước uống hoặc làm sốt chanh dây ăn salad đều rất là ngon. Mình sẽ lọc một phần nước chanh dây để cho vào ngâm mứt thôi. Còn phần vỏ các bác phải rửa sạch từng cái, nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong, móc lớp màng vỏ ra, nhớ là nhẹ nhàng thôi nhá. Cứ quỳnh huỵch mà làm là hoa nó đứt cả cánh ra đấy. Công đoạn này là làm kỳ công nhất nên là các bác cẩn thận xíu nha. Sau khi rửa sạch từng quả rồi, các bác cho hết vào tô to để ngâm đường. Tôi ngâm với tỷ lệ 1 cân chanh dây dùng 250g đường cùng với một ít nước chanh dây. Phần đường các bác có thể tăng giảm tùy vào khẩu vị của mỗi người. Sau khi ngâm cà rốt với nước vôi trong rồi thì các bác rửa lại với nước vài lần cho nó sạch nhé. Chứ không mà khử được mùi hăng của cà rốt lại có mùi nồng của vôi thì nó quá thừa thôi. Và để cho cà rốt có độ cứng nhất định khi xên, tôi sẽ trần qua cà rốt với phèn chua. Mình dùng một lượng nhỏ phèn chua thôi. Nếu mà không tiện mua các bác có thể bỏ qua luôn nước này cũng được. Đun sôi nước lên các bác cho phèn chua vào rồi tắt bếp. Sau đó thì cho dần cà rốt vào, trần sơ và vớt ra. Mình sẽ ướp đường với cà rốt theo tỷ lệ 1 cân cà rốt nửa cân đường. Các bác có thời gian thì ướp qua đêm để cà rốt ra được hết nước. Lúc xên tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhá. Trong khi ướp cà rốt tôi sẽ xên mứt vỏ chanh dây. Món này thì xên không khó đâu. Các bác chỉ cần lâu lâu lật mặt vỏ chanh dây để nó được chín đều và thấm đường cả hai mặt thôi. Sau khi cạn nước mình đem đi phơi nắng hoặc sấy 100 độ một tiếng là được. Mứt cà rốt tôi thấy làm khó hơn những mứt khác một chút. Mình sẽ đổ nước đường vào chảo đun trước. Đun đến khi mà cạn một nửa thì mới cho cà rốt vào xên. Cà rốt của tôi ngâm chưa đủ lâu nên là nhìn miếng vẫn dày. Và xên thì lại tiếp tục ra nước nữa đây. Món này nói chung thì tôi thấy làm cực mà ăn không ngon bằng các loại mứt khác đâu. Nên là nếu mà đặc biệt thích cà rốt thì các bác hãy làm. Còn không thì xem cho biết thêm một cách làm mứt khác thôi. May là hôm nay tôi xên mứt xong lại có nắng, nên là tôi phơi mứt vỏ chanh dây được một buổi mà mứt của tôi đã trong đẹp rồi đây này. Mứt này nếu mà có nắng to thì phơi xong đẹp dã man luôn á.